Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dâng lễ hôm nay, cầu nguyện theo các ý nguyện sau đây: cầu cho linh hồn Lucia nhân ngày lễ dỗ, cầu cho linh hồn Thomas, John Baptista, Marta, Maria, Anton cầu bình an. Cầu cho linh hồn Phêrô, hai Gioan Baptista, hai Maria. Cầu cho linh hồn Maria Phạm Thị Thủy. Cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con chúng tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thôi Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thân. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thanh. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi ấy các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salomon, nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ, nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường trọng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngã trên ai trong họ thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phố gần Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám, mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Trích sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đậu Patmo vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gửi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một đứng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải lên tôi và nói: Đừng sợ,
Ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng. Ta là đứng hàng sống. Ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khóa sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xọ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Kính thưa cộng đoàn, con người vốn mang tính xã hội, và vì thế kể từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi chết thì luôn luôn có sự tương tác với tập thể. Tuy nhiên, đừng quên rằng có những điểm mà tập thể không thể nào thay thế cho cá nhân được. Chẳng hạn, một bệnh nhân để được khỏi bệnh thì chính bệnh nhân ấy phải được điều trị bằng việc uống thuốc dầu là đắng. Có khi phải chịu đau khi đón nhận những mũi tiêm chích vào da thịt, thậm chí có khi còn bị mổ xẻ nữa. Cha mẹ nào cũng thương con, thấy đứa con nhỏ bình hoàng của mình. Bây giờ nó không muốn uống thuốc đắng. Bây giờ
Nó phải chịu đau khi để bác sĩ tiêm thuốc vào trong người nó, và nhất là khi đưa ra bàn mổ để mổ xẻ. Dầu rất thương con, dầu muốn lạnh hết cái đó cho mình, nhưng người cha người mẹ nào cũng bó tay, cũng đứng nhìn thôi. Bởi vì sao? Cha mẹ không thay thế con mình được. Con mình muốn lành bệnh phải chấp nhận uống thuốc đắng ấy, phải chấp nhận để bác sĩ tiêm thuốc vào da thịt. Chính con mình bị bệnh đó, muốn lành phải chấp nhận để bác sĩ mổ xẻ cho. Xét trong lãnh vực thiêng liêng cũng thế. Đức tin vốn là một ơn Chúa ban, nhưng mà không ai tin thay thế được, mà chính mỗi người phải đón nhận và sống niềm tin ấy. Bài tin mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta một trường hợp rất là rõ ràng. Các tông đồ sau khi chứng kiến Chúa phục sinh lúc Tôma vắng mặt, thuật lại cho Tôma sự kiện ấy và nói lên cái niềm tin của mình vào Chúa phục sinh. Nhưng niềm tin của các tông đồ không thay thế cho Tôma được nếu Tôma không chịu tin. Và đúng như thế, Tôma đã nêu lên một cái điều kiện: nếu tôi không chứng kiến Chúa phục sinh, nếu tôi không xỏ gót tay tôi vào lỗ đinh thương của Ngài, nếu tôi không dùng bàn tay tôi xỏ vào cạnh sườn người, tôi không tin. Để rồi Chúa Giêsu cũng phải chiều lòng Tôma, hiện đến một lần nữa và mời gọi Tôma hãy thực hiện các điều mà ông đã nêu lên. Hãy dùng ngón tay xỏ vào lỗ đinh thương của Thầy. Hãy dùng bàn tay con xỏ vào cành sườn của Thầy. Đến lúc đó Tôma mới tin. Nhìn lại tất cả chúng ta, trước khi chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì lòng thương xót vô bờ của Chúa đã đoá nhìn đến chúng ta. Chúa đã ban đức tin cho tất cả mỗi người chúng ta. Và cũng thật là vui mừng, hạnh phúc tất cả chúng ta ở đây đều đã đón nhận đức tin ấy qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Giờ chỉ còn việc thôi, đó là chúng ta phải lớn lên trong đức tin bằng việc chu toàn cái giới luật mến Chúa yêu người. Đức mến Chúa được thực hiện bằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích. Và cụ thể hôm nay, tất cả chúng ta đã hy sinh thì giờ, công ăn việc làm, sắp xếp đến dự lễ hôm nay. Ước mong mọi người chúng ta đi thêm một bước nữa, hãy dọn lòng chúng ta cho trong sạch, để chốc nữa chúng ta rước lấy mình máu thanh Chúa. Bằng không, nếu chúng ta cảm thấy lương tâm chúng ta đang còn vướng mắc tội lỗi, hãy mạnh dạn đến tòa cao giải và mến Chúa thì phải thể hiện bằng việc yêu người. Chúng ta thực hiện đức yêu người trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào? Đó là chúng ta hãy chung tay góp sức thực hiện các công trình trong giáo xứ của chúng ta. Bằng lời cầu nguyện dĩ nhiên rồi, bằng việc góp công và thậm chí bằng việc góp tiền nữa, với ý thức rằng các công trình này chính là những môi trường mà tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta cần dùng đến
để làm đức tin chúng ta thêm lớn mạnh, không phải người lớn mà ngay cả trẻ em, tất cả đều sử dụng vào hết. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết đáp lại lòng thương xót của Chúa đã ban đức tin cho chúng ta bằng việc chúng ta thực hiện đức tin của mình, bằng việc sống đức tin của mình một cách cụ thể qua các công tác đang có trong giáo xứ của chúng ta hiện nay. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tình yêu và hy vọng cho những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, ta là đấng hằng sống. Xin cho muôn dân nước tin nhận Chúa phục sinh là Thiên Chúa xót thương, Người không ngừng chờ đợi nhân loại quay về với Người trong niềm tin yêu và phó thác. Nhâm lời chúng con. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Xin cho ánh lửa phục sinh luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, nhất là anh chị em vừa nhận phép thanh tẩy trong đêm vọng phục sinh, để họ có thể đứng vững trước mọi thử thách gian nan. Bình an cho các con, xin cho cộng đoàn chúng ta, cách riêng những người còn đi trong bóng tối lầm lạc, nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và được đón nhận ánh sáng phục sinh của Người. Lạy Chúa phục sinh là hiến thân lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin nhận lời chúng con khẩn cầu và ban cho chúng con lòng bao dung quan đại, biết tỏ lòng thương xót với anh chị em chúng con, Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Chưa tuyệt vời trong cuộc hạnh phúc chẳng vời, con dâng lên của lễ bái, chẳng chưa với tâm tình yêu, hương hoa rực
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích Thánh Tây. Xin cùng dần đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho ca môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nôn vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho ca môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hay làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên tòa hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con hiệp ý dâng lễ cầu nguyện hôm nay, và Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Bình an cho các con, Chúa Giêsu hiện
Giê-xu hiện lên đứng giữa các ông và nói rằng: bình an cho các con. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cùng cô niềm tin cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình đang gặp khó khăn, khủng hoảng, để họ can đảm hòa giải và mở lòng đón nhận phúc bình an của Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian.
Cô xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô